Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Như vậy là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ là giải vô địch bóng đá thế giới hay còn gọi là World Cup 2023 gặp đội tuyển rất là mạnh và đội tuyển nữ Mỹ. Với kết quả như thế này thì quan điểm cá nhân của mình đánh giá là chúng ta đã có một trận đấu khá là thành công. Và đặc biệt trong trận đấu này thì khi mà các bạn quan sát trận đấu này thì điểm nhấn của trận đấu này có lẽ là những pha cứu thua của thủ môn Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam. Và đặc biệt vô cùng cảm xúc đó là trận pha cản phá thành công quả 11m trong hiệp 1. Đội tuyển Mỹ là một đội tuyển hàng đầu của thế giới và chúng ta đã để thua hạn chế với bàn thắng là 3 trái. Quan điểm của mình thì thấy rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã khá thành công rồi. Đã như này là đã khá thành công rồi. Và các chị em đã chiến đấu đúng với tinh thần là của người phụ nữ Việt Nam, kiên cường, dù gặp chuyện gì thì cũng không bao giờ bỏ cuộc, rất là tốt. Chúng ta chỉ thua về thể lực, thể hình cũng như là kỹ thuật thôi. Còn tổng quan trận đấu này thì cá nhân quan điểm của mình nhận thấy là trận đấu này thì đội tuyển của chúng ta chiến đấu khá là thành công. Và cũng mong rằng là trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Bồ Đào Nha thì các cầu thủ nữ của chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.